Anh không muốn đâu, anh không muốn đâu, đã tan mộng. Trong đêm không muốn thức xa vòng trời, dài đêm vẫn luôn đấu vai.
trọng cảm ơn màn biểu diễn vô cùng mãn nhãn và đặc biệt đến từ hai huấn luyện viên xinh đẹp, huấn luyện viên Thúy Zenda và huấn luyện viên Dung Thường đến từ Thái Bình. Và sự cố lúc này đó chính là giám đốc kinh doanh đại diện khu vực miền Bắc, giảng viên DJ Nhung Bùn, giám đốc kinh doanh đại diện, giám đốc My House. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào hạng mục gây cấn nhất và quan trọng nhất, đó chính là hạng mục bốc thăm trúng thưởng. Và hạng mục này sẽ có rất nhiều những giá trị.